Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do Phòng Truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Chúa là chủ hôn nhân, nương trên Kinh Thánh, Matthew chương 19 câu 3 đến câu 6. Người Pharisee bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Câu gốc của bài học là: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh cho biết ai là chủ hôn nhân? Cơ đốc nhân có trách nhiệm xây dựng hôn nhân trên nền tảng nào? Để vượt qua thách thức trong hôn nhân, bạn phải ghi nhớ và thực hành điều gì khi lập gia đình? Kính thưa quý vị, người Pharisee muốn thử Chúa Giêsu nên đến hỏi quan điểm của Ngài về việc ly dị, căn cứ Phục Truyền chương 24 câu 1 đến câu 3. Qua câu trả lời của Chúa, chúng ta biết được định chế hôn nhân khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân đầu tiên, và chúng ta cũng biết chính Chúa là chủ và có thẩm quyền trên hôn nhân. Từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời dựng nên một người nam, một người nữ và thiết lập hôn nhân giữa một nam, một nữ để hình thành một gia đình đầu tiên. Chúa đã xác định loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Như vậy, Chúa thiết lập hôn nhân để đem lại hạnh phúc cho con người qua sự giúp đỡ, yêu thương lẫn nhau và duy trì nòi giống. Phước hạnh trong hôn nhân phải đi đôi với trách nhiệm. Lời Chúa dạy, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt. Nhấn mạnh đến trách nhiệm của gia đình không còn lệ thuộc cha mẹ mà là vợ chồng, đặc biệt là người nam. Nguyên tắc cả hai là một, nghĩa là nửa kia dù tốt hay xấu đều là một phần của nhau. Người chồng phải gánh lấy trách nhiệm trong việc bảo vệ và xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Trách nhiệm này không những về phương diện vật chất nuôi sống gia đình, mà còn là trách nhiệm về đức tin của các thành viên để cuộc sống được phước hạnh Chúa ban. Cuối cùng, Chúa nhấn mạnh với những người thử Ngài rằng: vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Theo câu 6, ngày nay, nhiều gia đình đang đối diện với những thách thức trong hôn nhân. Tỷ lệ hôn nhân tan vỡ ngày càng tăng. Điều này nhắc nhở mỗi cơ đốc nhân phải vô cùng cẩn trọng khi lập gia đình và nuôi dưỡng hôn nhân. Phải luôn nhớ Chúa là chủ hôn nhân để thiết lập gia đình trên nền tảng kính sợ Chúa, yêu thương nhau. Chúa Giêsu yêu và hy sinh cho hội thánh thế nào, chồng cũng phải yêu và sẵn sàng hy sinh cho vợ thế ấy. Như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Theo Ê-phê-sô chương 5 câu 25, câu 28. Ước mong gia đình mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa giữ vững nền tảng trong hôn nhân và hưởng được phước hạnh qua hôn nhân Chúa ban. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Cha yêu dấu, con cảm ơn Cha đã ban cho con người bạn đời để yêu thương và nâng đỡ nhau trên bước đường theo Chúa, dù chúng con bất toàn và khác biệt. Xin Chúa là chủ hôn nhân, gìn giữ để gia đình con làm trọn mục đích tốt đẹp của hôn nhân trên đất này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta bày tỏ niềm tin
Chúa là chủ và có thẩm quyền trên hôn nhân của chúng ta như thế nào? Chúa là chủ của hôn nhân, đem lại hạnh phúc bội phần cho ta. Adam cần có Eva, chồng cần có vợ, thật là tốt thay. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.